Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên kia. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trương Đình Tựu. Năm nay mình 28 tuổi, gốc của mình là ở miền Trung, Quảng Trị. Mình sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại mình đang làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên tại showroom xe máy của Honda Việt Nam. Mời bạn gái. Em xin chào quý vị khán thính giả, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Như Ý, sinh năm 1992. Tuổi thì của em là 25 nhưng mà trên giấy tờ của em là 1994. Hiện tại em đang làm sale tại Wall Street English. Em quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sinh ra là ở Bà Rịa Vũng Tàu nhưng mà quê gốc là ở Quảng Trị. Ủa? Rồi sao trùng hợp dữ vậy? Có bà con với nhau không vậy? Đúng rồi đó. Cái này mà cưới chắc đỡ tiền đưa dâu lại đỡ tiền xe ha. Trời đất ơi. Vậy là hợp lý rồi. Chúng ta chia sẻ chút xíu về đường tình trường đi bạn. Bạn nữ bên kia, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua ba mối tình. Mối tình thứ ba thì để lại cho em nhiều sâu đậm nhất. Nhưng mà tại vì do cái tính của người đàn ông đó lăng nhăng, em không có thích cái điều đó. Cho nên mình là chia em tay đã lâu rồi. Dạ, em chia đây là cách đây là 3 tháng rồi chị. Mới 3 tháng à? Dạ. Đó rồi, mối tình sâu đậm mới chia tay 3 tháng lên đây rồi. Nhưng mà một khi mà em đã phát hiện được người ta mà lăng nhăng như vậy là em chấm dứt. Quên liền. Dạ. Bạn nam, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Thực ra em yêu đơn phương nhiều lắm. Mối tình chính thức thì có hai mối tình. Một mối tình năm 2011. Khoảng được một tháng là chia tay bởi vì bạn gái chưa quên được người yêu cũ. Thiệt là đau khổ. Thiệt là đau khổ quá gì à. Thì nên là mình dứt khoát chia tay. Khoảng 2-3 tuần sau thì bạn đó lại quay lại với em. Bạn đó lại tán tỉnh em trong vòng khoảng 5 nhưng mà em không chịu. Bây giờ thì... Vì là bạn đó thiệt là đau khổ rồi. Bây giờ thì bạn đó và mình thì cũng là anh em với nhau thôi. Thôi bây giờ mình đã kể những cái mối tình của mình rồi, đường tình trường. Bây giờ rút kinh nghiệm cho những cái điều đó để mình vun đắp cho mối tình tiếp theo này nó trọn vẹn, nó hoàn hảo hơn em ha. Như Ý có điểm mạnh và điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nhớ dai và khùi dai. Nhớ dai, khùi dai. Dạ, đúng rồi. Ví dụ như là ai mà chọc tức em cái điều gì đó làm em phát điên là em có thể nhớ thành lòng của người ta và em có thể diễn đạt lại cho người ta. Và mà đó giờ em thù bao nhiêu người rồi? Em thù nhiều người lắm. Thù nhiều người lắm hả? nhưng mà không có để bụng, chỉ là ví dụ như mà người ta khơi gợi lại cái điều đó là em có thể nhớ lại điều đó và nói là đúng cái diễn tả cái câu từ của người ta để em làm cho người ta nhớ là người ta đã từng cư xử như vậy với em. Đúng rồi chị. Chi cho cực vậy thôi, vui vui cho qua đi em ơi. Nhưng mà cái thù giá như vậy nhưng mà em sống thì nội tâm. Dạ. Bạn trai thì sao, mình có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì em nghĩ là năm 10 tuổi là em đã biết làm hầu như hết việc nhà rồi, tại nhà em ba đứa con trai mà. Giỏi hả? À. Khoảng 18 tuổi tốt nghiệp 12 xong thì lúc đó cũng gần như coi em là trụ cột chính của gia đình vậy ạ. Thì cũng thế mạnh, phải tự lập ha. Tự lập ha. Còn điểm yếu? Em rất là tin tưởng vào người khác. Em dễ tin lắm. Ví dụ như bạn bè em đang khó khăn đi. Khó khăn chuyện gì không biết. Nó ví dụ mượn tiền hay là ai mắc nợ em vậy á. Em cũng hỏi một hai lần thấy họ chưa trả lời, chưa có. Rồi thôi, lần sau không đòi nữa, khi nào có trả. Mà 3-4 năm chắc cũng có cái 7-8 năm rồi chưa trả. Rồi thôi được rồi. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em là sống tình cảm, biết quan tâm tới người khác, hài hước, vui tính. Và ví dụ như là mình hiểu nhau là ở mức là mình nhìn vào mắt nhau là mình cũng hiểu được nhau rồi. Là em thích nhất là ở điều đó. Không cần phải nói nhiều phải không? Dạ đúng rồi. Điều gì em không thích? Dạ, không thích lăng nhăng, không thích uống rượu bia nhiều. Ví dụ như là đi rượu bia nhiều mà về lè nhè là em không thích. Rồi, dạ. Bạn trai, có rượu bia không em? Dạ, đô em đủ để ngoại giao. Ví dụ như là giao nhiêu uống nhiêu. Đẹp trai ha. Ồ, giỏi ha. Dạ chị. Sao ế? Dạ, thực ra là cái tính của em rất là rõ ràng. Em tìm một người, bất cứ ai thì em quen á, là em xác định quen là cưới. Chứ không phải quen chơi chơi vui. Quen chơi vui, không có quen, mất thời gian. Bây giờ nếu được thì chừng nào đám cưới? Dạ, nếu hợp nhau rồi được thì cuối năm nay cũng được, và có thể là qua năm sau. Mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ, dễ thương, ăn mặc phải lịch sự gọn gàng, đúng nơi, đúng địa điểm. Đừng có quá sexy. Sexy quá em không
không chịu thích. Dạ à, có cái chuẩn cái mẫu người như thế nào không? Dạ ví dụ như tóc dài. Tóc dài đặc biệt là đừng bao giờ nghĩ tới cách tóc ngắn nha. Dạ thì đó là quan điểm của mỗi người thôi ạ. Em là em không có thích tóc ngắn. Gì nữa không? Còn nhiều cái để em thôi, thôi, cái mẫu người thôi, đấy, nói luôn đi, bây giờ phải tìm người yêu cho nó đúng chứ không là không sai. Có hình mẫu lý tưởng giống ai không? Ừ, giống Thủy Tiên mà vợ của Đan Trường á. Tại em hâm mộ Đan Trường. Em tin tưởng là anh Trường quyết định chọn một người vợ rất là ok. Ok là ok cho Đan Trường chứ đâu phải là ok cho em. Thì em ý là, chọn thì theo ý em. Mẫu của mẫu mẫu như mẫu vậy. Giống giống vậy rồi. Sao trách ta được? Hết chưa? Dạ. Về nha. Dạ. Tôi thích cái mẫu vậy mà. Miễn sao giống giống mẫu vậy ha. Để qua coi giống vợ Đan Trường hay không nha. Rồi. Yêu cầu đàn trai là vậy. Không biết. Trắng tươi à. Dễ thương. Nhưng mà con cái này nè. Khoảng khoảng dày dày được không? Được hả? Dạ được, ngang vai là được. Không. Đừng có cao có, hơn. Có màu được không? Có màu được không? Dạ màu tối tối thôi. Đừng có vàng. Mà... Nó cũng vàng đó. Vàng hả anh? Ừ. Em đây... ơi. Hả? Nếu mà quen thôi để em coi lại. Có thể là biết không? Nhiều điểm tốt có thể bù lại còn biết nữa, còn biết câu đó dớp lại cũng được. Em dạ một cái người mà cũng hơi khó tính như vậy, em có lo ngại gì không? Tại vì ba mẹ em cũng là người Trung, cũng cũng hơi khó tính, nhưng mà dù gì cũng muốn tốt cho mình thôi. Đúng rồi, anh mong muốn gì thôi, nhưng nó quan trọng là cái sự hiểu nhau. Đúng rồi, hiểu nhau về tình yêu nó đủ lớn thôi. Dạ đúng. Nói gì ai cũng phải đặt ra những cái đối tượng nào đó, nhiều cái đặt cao đó, nhưng mà gặp tình yêu rồi là quên hết thôi. Dạ. Dạ. Thôi được rồi, anh thấy thế này nè, hai bên cũng rất là năng động, hai người cũng là những người suy nghĩ hiện đại, hợp lý đấy. Bên kia cũng rất dễ thương, quan trọng là các bạn nhìn coi tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả mọi thứ thôi ha. Dạ. Thôi mình hỏi thăm người thân chút xíu đi, em có đi với ai em hỏi đi. Dạ em đi với dì của em. Dì thay mẹ. Cô xin chào Huyền Linh và Cát Tường. Dạ. Xin chào quý khán giả. Chào cô. Nói chung là dì thấy phải nói là dì rất là cảm động khi là mình là người Quảng Trị mà lại gặp ngay cái người Quảng Trị với lại hả cái tính tình hả đẹp gái. Wow. Dễ thương tính tình. Thấy chưa? Dạ. Dì là số 1 của Trương Đình Tựu. Dạ. Đó, cho nên là khi mà dì là quyết định cũng có hả trọng lượng. Trọng lượng lắm, chứ không phải là không. Thì dì nói với Tựu đi, quyết định với Tựu hay sao đó. Quyết định luôn. Cuối năm cưới được không dì? Không có sao hết á. Dì chỉ mong hai con hả luôn luôn nhìn về một hướng. Á, với lại hả dì hả mà mong hai con là sáu hả là cái chữ này thôi. Dạ. Á, là tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, dạ. Cảm ơn gì? Nhớ nha. Dạ. Con gái hôm nay mình có đi với ai không? Dạ, em đi với bạn cùng lớp với em hồi đại học. À rồi, dạ. Bạn em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Thì em là bạn thân của bạn Như Ý. Thì là bạn của em thì rất là hiền, được cái nấu ăn rất là ngon. Có một điều này em chia sẻ là bạn em mới cắt tóc đây chừng 2 tháng thôi. Chứ lúc trước là bạn em tóc rất là dài. Anh nói cho nên bạn em buồn á. Em thấy là bạn trai bên đây là cũng rất là dễ thương, là chững chạc so với bạn của em. Rồi bây giờ hai bên gặp mặt đi ha. Rồi cảm ơn bạn. Như Ý bên đây là Tựu ha. Tựu Ý cũng được. Tựu Ý lại để mình học cảm hội ý lên. Làm ăn cho nó phát triển kinh tế gia đình ha. Nào 2 phút các bạn có thể thoải mái trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Chào em. Vàng quá ha. quan niệm tình yêu của em như thế nào? Tựu. Anh thích sự đơn giản nên anh nhờ chị bó hoa cũng thiệt là đơn giản thôi. Không có rườm rà nhiều. Cảm ơn. Dạ quan niệm về tình yêu của em á là chỉ cần hiểu nhau là đủ. Ví dụ như là khi mình đã xác định với nhau thì mình nên xác định lâu dài. Thì khi yêu nhau thì ai cũng có những cái khó khăn riêng. Thì đúng miệng rồi. Là mình hiểu nhau và giúp đỡ nhau cùng đồng tiến là được. Dạ. Em tuyệt vời quá. Quan niệm của em giống của anh quá. Dự định tương lai thế nào hai bạn? Thời điểm này đã chín mùi để anh lập gia đình. Anh cũng muốn tìm một người
cho đàng hoàng như anh chia sẻ nãy giờ để mình tiến tới hôn nhân. Rồi bạn nam hát một bài hát gì tỏ tình với bạn nữ đi. Rồi anh sẽ tặng em và toàn thể quý vị một bài hát là Bến Bờ Hạnh Phúc. Mà trong đám cưới của anh Đan Trường, anh Đan Trường hát bài này. Rồi. Fan cuồng. Một bông hoa xinh tươi tặng em yêu dấu, một nụ hôn yêu thương khẽ trao bờ môi. Ngày đầu tiên anh gặp em, anh biết ta mãi là của nhau, và ơn trên ban cho đôi ta tình vợ chồng. Và hôm nay đây, trên trời cao chiếu sáng, đôi tình ta được hạnh phúc bên bờ. Em xinh đẹp kiêu sa, điệp từ trong giấc mơ. Anh mỉm cười, cầm tay em khẽ nói I love you. Rồi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Quyết định một điều rất thiêng liêng các bạn nhé. Có gì ngồi đây, có người lớn, có gia đình, có bạn bè, có hàng triệu người đang xem các bạn. Hãy bấm nút theo con tim của mình. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Ôm luôn rồi, khỏi. Cho tình trạng em ha. Thôi hãy tìm lấy hạnh phúc của nhau. Dạ. Hãy chung một con đường đi ha. Mảnh ghép suốt cuộc đời với nhau. Hy vọng là điều đó sẽ xảy ra. Hạnh phúc sẽ may mắn đến với các bạn càng sớm càng tốt. Mong nhận được thiệp của các bạn. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Nhân Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn, đây là máy nước nóng hiệu Senton, máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha.